Chim non vừa đến nha các bạn. Đang đón nha cô chú anh chị. Hôm nay là chị đi với lại chồng chị không có mấy bé. Chào khán giả đi. Chào chị em Long nha. Xin chào chị gái ông Long nha. Chị đẹp nha. Chú thú là có ba chị phần dưới một chút để thấy không? Trang hết được rồi, đây là lòng dò của chú nhẹ. Dạ. Đông nghẹt luôn cho nên thôi. Đông luôn, quá trời đông luôn. Đi vô. Quá trời đông luôn. Hello. Đã chị ra. Gan ra. Ồ đâu. Quá trời đó, đau rồi. Đừng có lắng nữa. Cho em một cái tay thôi. Để chút thì chụp sao cũng được. Đặng luôn. Cha em tôi thấy bây giờ nè. Tôi đến xéo con bơ nè. Đứng bên đây cùng chị đứng. Trong hình thấy được mà ông nó nhỏ con hả? Ừ. Mệt quá. Thấy được cái lân không mà cũng trang vô kia quá không quá đẹp. Bây giờ giết hết rồi. Có đi được nào? Nói một chút chụp sao cũng được, để một cái tay vô thôi. Cho em chụp đó. Hấp dẫn tí xíu nữa làm nha cô chú anh chị ơi. Quá. Hấp dẫn là tí xíu là làm sau khi chị Hồng Loan đã làm việc với lại văn phòng tí xíu là sẽ làm hấp dẫn. Nội dung thế nào chị? Thấy hoạt động khác nhau vậy. Rồi, ok, thôi. Gia đình và công tác của chị. Ok.
gia đình và con cháu đồng thời bổ. Anh ơi cầm một tay quá. Em bán à. Đưa xuống trong cho người ta là sao mà cho quay có câu trả lời với chị luôn. Hồng Loan tên Hồng á. Cái ông nội này cứ đưa cái máy. Cái máy cứ đưa cái gì đâu mà cứ dưới cái máy tôi nè. Đợi một chút chị Loan ra ngoài đi ngồi chợ. Chị Hồng Loan ơi. Quay đây chạy. Trời ơi, tôi chưa chụp được luôn. Thôi giờ chị Loan cũng đã lâu trên bàn tính của chú là chị Vũ Linh cũng đã xong rồi. Còn chú thì cũng chung chung kết của chú thì giờ các bạn nên nghiệp mai được. Học dạy con bé là con tiếp theo nhà. Đó, bé chồng giờ đặt đêm. Đó, đó, bé là có đạp luôn của chú đó. Phải không? Phải không? Đó đó. Đó đó. Video clip của mình cũng đã dài, mong quý chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho anh một like để kênh có đồng loạt và video tiếp theo cho quý chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.